Xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Thành Entertainment phần 5. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Biết thế không để nó ra mẹ xếp. Chọn cái chết. Damn! Nhìn mặt đúng kiểu bất lực. Tao nhịn mày hơn lâu rồi đấy. Chị, em là phóng viên bên tạp chí Con Nhà Giàu. Sao clip nào chị cũng khoe tiền hết vậy? Cặp giúp chị. Làm đàn ông có quyền nghèo, làm đàn bà cũng có quyền nghèo, nhưng BD bắt buộc không được nghèo. Số người yêu thích Trần Đức Bo. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Anh nghĩ quay xong nó sẽ nhặt lại tiền. Thấy mẹ luôn. Thì em sống hai lòng, một lòng yêu nước, còn một lòng thì yêu cha yêu mẹ, chứ yêu gì anh? Em ơi, hư nhá, bực cả mình đấy nhá. Thế em nghĩ anh yêu em à? Không việc. Nhỏ áo tưởng sức mạnh kìa. Anh ơi Nhi, anh nói hay quá ạ. Các cao thủ trong đây cho tại hạ hỏi nó băng phái nào vậy? Cuộc sống á, không có em chứ anh chết mất. Sao mà nghe dữ vậy? Vì cái mùi hôi nách em quyến rũ quá. Ai uống mà? Làm gì vậy? Vậy. Như lúc này người ở bên này. Sự thật mít lòng. Lụm luôn đi anh. Cười ỉa. Cô gái vàng trong làng Hanh Cối. Mọi người nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận thông báo các video mới nhất của mình nhé.